Xin chào tất cả quý khách hàng thân thương, lại quay lại với kênh Sức Khỏe Số 1. Rất là vui lại được phục vụ quý bà con các bác trên kênh nhé. Kubota con này thì xe dân đang dùng. Quý vị mà đang có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại có chám hình video của tôi. Bán gấp họ thằng em để thằng em nó lấy tiền bắt vợ, bắt cái vợ của người. Con này thì không phải của chúng tôi, anh chị em mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho. Cô em đang cần bán và nhờ chúng tôi đăng lên kênh để bán. Ngoài con này thì chúng tôi có những cái dòng như là Komatsu 50, SK30-1, SK60-3, Kitaki Gasit, Dosan Volvo, cát, rất nhiều loại để cho quý vị lựa chọn, cả Sumitomo nữa. Con này thì cô em nói là đang làm bình thường, đang lấn cấn lấy tiền để bắt vợ nên muốn bán. Cái giá thì chúng tôi sẽ để ở phần mô tả để cho quý vị coi, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo. Tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.